thoại mình là Dược Sĩ Cẩm Tú, mình đến Dược Sĩ Thanh Hóa, và đây là hai số điện thoại bên nhà mình và số điện thoại của mình có gắn lên quầy thuốc nhà mình. Hiện nay nhà thuốc Cẩm Tú đã có nhập về cái dòng sản phẩm dầu gội phủ bạc Laco, là một trong những thương hiệu mà hiện nay đang rất nhiều người tìm kiếm, và nó là một dòng sản phẩm hot trên thị trường và đang được rất nhiều khách hàng sử dụng. Dầu gội sản phẩm dầu gội phủ bạc Laco nó có cái thông điệp đó là sẽ giúp các bạn tự tin ngay sau 9 phút, tức là nó phủ bạc sau 9 phút, che độ phủ bạc lên màu chuẩn xác, không gây sót da đầu và không gây vết cứng da đầu, đặc biệt là nuôi dưỡng tóc một cách chắc khỏe. Về dầu gội phủ bạc thì trên thị trường có khá nhiều loại, tuy nhiên thì cái dầu gội phủ bạc Laco này có những cái đặc tính, đó là có 10 lý do mà khiến cho khách hàng chọn cái dầu gội phủ bạc Laco. Thứ nhất là dầu gội phủ bạc Laco không phải là thuốc nhuộm tóc, nó chỉ phủ màu ở bên ngoài thân tóc và không gây sót da đầu. Không giống như loại thuốc nhuộm tóc thì dầu gội tóc Laco chỉ bám vào tóc và không vết dính vào trên da đầu và dễ dàng sử dụng ngay. Nó có cái chiếc lược khá thông minh. Đó là các bạn đây một hộp này, trông mình đã bóc cho khách hàng xem đây. Có thiết kế rất là thông minh các bạn. Một hộp như thế này, nó có một cái lọ dầu gội đầu và nó thiết kế một cái lược trái như thế này, các bạn chỉ việc cắm vào cái bàn trái vào đây, sau đó các bạn sau đường sau lưng của nó thì nó cũng cần mà mở ra để mà khi mà các bạn không gội đầu nữa thì các bạn đậy nó vào thì nó đổ nó cũng không sao, và khi mà các bạn muốn sử dụng thì bạn lôi cái này phần này cái phần này và khóa vào mở này, xong rồi dùng xong rồi các bạn đậy nó vào. Khi mà các bạn lấy ra thì rất đơn giản là các bạn chỉ việc nhấn chặt cái này vào xuống, sau đó thì các bạn ấn cái nút ở trong này để nó bơm cái da đầu lên trên lược. Và trong mỗi chiếc lược nó thiết kế cái lỗ để phun cái dầu gội đầu ra lược này, và các bạn tự trải đều khắp da đầu của mình mà không phải nhờ người khác nhuộm hộ cho mình, rồi không phải là dùng cái bát để mà đổ thuốc ra, hoặc là không phải dùng bao tay nữa, rất tiện lợi là bơm vào da đầu và tự trải thôi. Bác ơi, sao đấy cháu ấy, thì cái dầu gội này nó rất là tiện lợi, nó vô cùng tiện lợi, không cần dùng bát, không cần dùng đeo găng tay gì cả. Và cái mùi hương thơm của nó là cỏ cây hoa lá tự nhiên, rất thư giãn và hoàn toàn thông tháo thoáng da đầu sau khi gội. Nó an toàn lành tính, thư giãn, cho nên dùng được cho cả những bà mẹ sau sinh hay là những bạn đang mang bầu và không chứa chất độc hại. Đặc biệt là nó lên màu tóc rất tự nhiên, tức là nó không đen kịt, và khi mà các bạn muốn đổi sang màu khác ấy, thì nó vẫn, ví dụ các bạn muốn nhuộm sang cái màu khác ở ngoài cái sở ba theo cái màu thời trang ấy, thì các bạn vẫn có thể nhuộm được lên màu tự nhiên, chứ nó không phải là bị đen kịt giống như là cái dầu gội đen khác, cho nên là làm rất tiện lợi khi mà các bạn muốn có nhu cầu đổi màu nhé. Và nó ngoài ra nó còn bổ sung các cái dưỡng chất, ví dụ từ cây amla, từ cây nấm linh chi và cây sa chi. Cây sa chi là dầu dưỡng chất để nuôi dưỡng cho tóc mềm mượt tự nhiên, óng ả bóng mượt và không bị người dụng khi xong trong cái quá trình mà dùng thuốc nhuộm. Và cái màu đen của nó là chiết xuất từ cây amla hay cây linh chi. Amla là một trong những loại cây rất nổi tiếng 50 năm của Ấn Độ rồi. Cây amla này nó là một cái tinh chất màu đen tự nhiên, và người ta dùng cái màu nhuộm đen này của cây amla này đưa vào để sản xuất cái dầu gội Laco này, và từ đó thì nó giúp cho bạn là lên màu nhanh và ngấm vào tóc mà không gây hại, chỉ bám vào thân tóc chứ không ảnh hưởng đến na tóc, rồi không làm cho tóc sơ rối, không làm cho cái đầu của mình nó bị khô, hoặc là nó bị gây ngứa, gây gầu, hoặc gây độc tính vào trong da đầu. Bởi vì bản chất của nó là từ cây amla, đây là một cây thảo dược rất nổi tiếng ở bên Ấn Độ rồi. Sau vậy mà cái thời gian lên thì nó rất là nhanh và lên chuẩn màu sau 9 phút. Cái sản phẩm này thì nó đạt chuẩn được giấy phép lưu hành của Bộ Y tế. Và do vậy nó có nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng, nên là khi các bạn dùng cái dầu gội Laco này thì các bạn sẽ yên tâm hơn so với các loại dầu gội mà nó không có thương hiệu trên thị trường. Đấy, vậy thì chi tiết các bạn liên hệ với số điện thoại của Dược Sĩ Cẩm Tú trên quầy để tư vấn thêm và đặt hàng miễn phí của các bạn nhé.